Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio và mình là Huyền. Nếu như các bạn đang phân vân giữa việc mua điện thoại Android và mua điện thoại iPhone và cái sự phân vân đó bạn thiên về điện thoại Android hơn thì hôm nay sẽ là những cái lý do mình mang đến cho các bạn để các bạn để thuyết phục được các bạn nhiều hơn về việc mua Android mà không cần phải phân vân sang iPhone nữa nhé. Bắt đầu thôi! Các bạn có thể tham khảo tất cả các mẫu điện thoại Android chính hãng đến từ các nhà sản xuất cũng như là có thể tham khảo luôn cả mẫu iPhone tại Di động Mỹ. Link thì mình sẽ để phần mô tả của video này nha. Lý do đầu tiên để thuyết phục các bạn không còn phân vân giữa iPhone và Android nữa đó là việc Android có nhiều tùy chọn và tính năng hơn. Đối với các thiết bị Android thì sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều cái tùy chọn từ kiểu dáng này, kích thước, rồi thông số kỹ thuật và cả giá bán nữa, nói chung là vân vân. Nó sẽ trải dài khắp tất cả các phân khúc từ giá rẻ cho đến cả cao cấp luôn. Và cũng chính vì điều này mà các bạn nên lựa chọn Android hơn là lựa chọn iPhone nếu như các bạn thích được lựa chọn nhiều mẫu mã đa dạng hơn. Bạn có thể tìm thấy những chiếc điện thoại Android có nhiều tính năng, giá tương đối là rẻ và cái trải nghiệm cũng gần như là ở cấp độ cao cấp như là Pixel 6a này, Galaxy A54. Còn ở phân khúc cao cấp thì các bạn sẽ có S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Oppo Find X6 Pro hoặc là OnePlus 11 v.v. Chưa hết đâu nha, đối với thị trường điện thoại Android còn mang đến cho các bạn những mẫu điện thoại có đa dạng các thiết kế luôn, từ dáng gập vỏ sò này cho đến gập kiểu cuốn sách và kể cả những chiếc gaming phone có thiết kế cực kỳ là hầm hố nữa. Điện thoại Android còn cung cấp cho các bạn những tính năng như là sạc ngược không dây này, sạc nhanh này, máy quét dấu vân tay, jack cắm tai nghe, đa nhiệm chi đôi màn hình và bạn không thể nào mà tìm thấy trên iPhone. Đó là lý do đầu tiên để thuyết phục các bạn. Còn lý do thứ hai đó chính là điện thoại Android sẽ có một bộ sạc cho tất cả thiết bị. Lúc này thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng một bộ sạc mà không cần phải mang theo nhiều dây cáp giống như iPhone. Hiện tại thì hầu hết tất cả các điện thoại Android đều đang sử dụng một cái cáp sạc và cổng sạc là USB-C. Đây cũng là một cái cổng kết nối mà các thiết bị điện tử khác của bạn đang sử dụng, từ máy tính xách tay này cho đến tai nghe khử tiếng ồn. Và có một điều đáng nói hơn nữa là ngay cả MacBook này, rồi iPad của Apple cũng đã sử dụng cổng sạc USB-C rồi. Nghĩa là nếu như các bạn lựa chọn mua điện thoại Android thì các bạn chỉ cần có một dây cáp là có thể cung cấp được nguồn cho tất cả các thiết bị rồi mà không cần phải mang theo quá nhiều dây cáp khác. Còn điều này trên iPhone thì lại chưa thể tìm thấy được, các bạn vẫn chưa có được. Nếu như có thì phải chờ iPhone 15 series ra mắt để xem là trên cái thế hệ iPhone mới này có thay đổi cổng sạc từ Lightning sang USB-C hay là không. Lý do thứ ba đó chính là Android sẽ cho phép các bạn bổ sung thêm dung lượng lưu trữ. Ở cái thời đại công nghệ hiện nay thì chắc chắn smartphone sẽ phải là một cái nơi để các bạn có thể lưu trữ được những dữ liệu, những hình ảnh, những video, những file nhạc vân vân. Và cũng chính vì thế mà các bạn cần phải có một chiếc điện thoại có không gian lưu trữ rộng rãi để đáp ứng được những cái nhu cầu đó cho các bạn. Khi các bạn lưu trữ quá nhiều và bộ nhớ trong bị đầy thì nhiều điện thoại Android khác cũng sẽ cho các bạn một cái khả năng mở rộng thêm cái dung lượng lưu trữ nhờ qua cái khe thẻ nhớ microSD. Lúc này thì các bạn có thể bổ sung thêm tất cả những cái dữ liệu mà các bạn cần mà các bạn không cần phải xóa bất cứ một thứ gì trên chính điện thoại của mình. Nhưng mà hiện tại thì các bạn cũng có thể thấy được rõ là các nhà sản xuất Android đã dường như là loại bỏ đi cái khe thẻ nhớ microSD này rồi. Bù lại thì họ sẽ tăng được cái bộ lưu trữ ở bên trong điện thoại để phục vụ được nhu cầu cho người dùng. Và có một điều nữa đó là đối với điện thoại Android các bạn sẽ không phải bỏ ra quá nhiều tiền để có thể mua được một chiếc điện thoại có bộ nhớ trong rất là cao đi. Còn đối với iPhone thì ngược lại, nếu như các bạn mua một chiếc iPhone có bộ nhớ trong cao thì bắt buộc các bạn phải bỏ thêm tiền, cũng gọi là khá khá đó. Còn nếu như các bạn sử dụng một chiếc iPhone có bộ nhớ trong thấp, khi sử dụng hết dung lượng bộ nhớ thì chắc chắn các bạn sẽ phải mua thêm cái dung lượng bộ nhớ trong để các bạn có thể lưu trữ được những hình ảnh, video và file của các bạn. Đó, chúng ta sẽ thấy được cái sự khác nhau giữa Android và iPhone ở cái mức độ này. Và cái việc mà các bạn mua bộ nhớ trong ở iPhone thì chắc chắn là các bạn sẽ phải trả tiền hàng tháng cho cái dung lượng đó cho các bạn. Thế nên đây cũng là một cái lý do nữa để thuyết phục các bạn mua Android hơn là mua iPhone. Lý do thứ tư nó sẽ phụ thuộc vào các bạn. Nếu như các bạn không muốn mình bị nhốt cứng ở trong một cái hệ sinh thái thì các bạn nên chọn Android thôi. Mặc dù Apple và nhà Google sẽ cung cấp cho người dùng rất là nhiều cái sản phẩm phần cứng này, ứng dụng cũng như là dịch vụ, nhưng đối với Apple thì cái hệ sinh thái của nhà Apple sẽ khép kín hơn rất là nhiều. Thế nên việc các bạn mà sử dụng cái hệ sinh thái của nhà Apple thì bắt buộc các bạn sẽ phải mua luôn những cái sản phẩm cùng hãng như là Apple Watch này, rồi MacBook, rồi iPad vân vân. Nói chung là nếu như đã sử dụng cái hệ sinh thái của nhà Apple để thuận tiện nhanh chóng hơn thì các bạn vẫn phải mua tất cả những cái thiết bị, những cái sản phẩm cùng chung hệ sinh thái.
Còn đối với Android thì hoàn toàn ngược lại, đó là Android chính là một cái hệ sinh thái mở và đa dạng hơn rất là nhiều. Nghĩa là các bạn vẫn có thể sử dụng được hết tất cả những cái thiết bị đến từ các hãng sản xuất khác, ví dụ như Oppo, Xiaomi, rồi Sony vân vân, mà không cần phải chung hệ sinh thái hoặc là không cần phải chung hãng thì mới có thể trải nghiệm tốt nhất trên cái thiết bị đó của mình. Lý do cuối cùng thì vẫn sẽ phụ thuộc vào các bạn thôi. Nếu như các bạn muốn tự mình kiểm soát, muốn tự mình tùy chỉnh cái điện thoại của mình thì các bạn nên chọn Android. Như mình đã nói ở trên thì đối với Android là một cái nền tảng mã nguồn mở nên nó cung cấp rất là nhiều khả năng tùy chỉnh và tự do hơn iOS rất là nhiều. Bạn có thể tùy chỉnh hầu hết mọi thứ trên thiết bị Android của mình, từ giao diện màn hình chính cho đến cái cách mà bạn tương tác với điện thoại của mình. Mặc dù hiện tại iPhone cũng đã cung cấp cái tính năng widget trên màn hình cho những người dùng iPhone, nhưng mà thực sự nó vẫn còn hạn chế khá là nhiều so với Android. Và một điều nữa đó là Android cho phép người dùng cài đặt tất cả những cái ứng dụng bên thứ ba một cách dễ dàng, thoải mái. Thế nên nếu như các bạn muốn tự mình điều chỉnh điện thoại của mình thì các bạn nên lựa chọn Android hơn là lựa chọn iPhone. Và đó là những cái lý do mà mình mang đến cho những bạn nào rất là thích Android nhưng mà bị một chút lay động đến từ iPhone, thì các bạn hãy tham khảo qua những cái lý do này, tìm hiểu qua những cái lý do này để thuyết phục bản thân hơn về việc lựa chọn cho mình một mẫu điện thoại Android nhé. Và các bạn thấy thế nào về mẫu điện thoại Android thì hãy để lại comment xuống dưới của video này và đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio để chờ đón những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.